Để khai mạc chương trình Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời năm 2019, chúng con xin được giới thiệu tổng quát chương trình như sau. Thứ nhất, giảng thuyết và hội thảo. Thứ hai, việc thông báo việc gây quỹ công trình Đảng Thánh Giá và khởi sự công trình vào mùa hè. Sau đó tập trung quanh tượng đài Chúa Giêsu Vua ở giữa hồ, làm phép Đảng Thánh Giá và làm phép kiều Đức Mẹ và cung nghinh Đức Mẹ lên trời. Thứ bốn, vũ phụng vụ Mẹ lên trời. Sau đó chúng ta giải lao 10 phút, rồi đến thánh lễ đại trào do Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành chủ sự. Mừng cha tân phụ trách Nicola Lê Quang Thành, mừng 25 năm khấn dòng. Sau đó là đến bữa trưa, văn nghệ và bế mạc. Trước khi bước vào chương trình của chúng ta, con xin mời cộng đoàn đứng, please stand. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, cho đang ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa thông tâm, mời con thiết tha còn quên nắm mù con ngày đêm, thân xác hồn tràn lan ơn thiêng. Hồ xin Chúa Thánh Thần, Người nhân thơ tin hồn con, cho gan này em chan trí. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ trong bầu khí linh thiêng này, trong ngày mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng của Đan Viện Châu Sơn, của gia đình Châu Sơn, Hoa Kỳ. Chúng con cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con qua Mẹ Maria. Mẹ Lên Trời là mẫu gương cho chúng con, là niềm hy vọng của mỗi người chúng con trên đường dương thế. Xin Mẹ Maria giúp mỗi người chúng con dõi bước theo Mẹ, để một ngày kia chúng con cũng cùng Mẹ được hưởng phúc trên trời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi.
Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì Chúa đã đoái nhìn đến phần hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay đến muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và danh người là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ những người quyền thế khỏi ngai vàng và nâng cao những người phần nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel, tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài như đã phán cùng cha ông chúng con, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, đoàn người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Chúng con xin mời quý Đức Cha, quý cha và quý cộng đoàn an tọa. Chủ đề buổi giảng thuyết hôm nay, lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ tới đời kia dành cho ai biết kính sợ Ngài, do cha Ngô Thái Phong, nguyên thư ký địa phận Thái Bình. Vâng, con xin giới thiệu cùng quý vị cha Thái Phong. Xin quý cộng đoàn cho cha một tràng pháo tay. Kính thưa cha Phong, thay mặt cộng đoàn, con xin chào cha. Cử tọa hôm nay là quý đức cha, quý viện phụ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội viên ân nhân và thân hữu gia đình Châu Sơn, Hoa Kỳ. Giờ đây con xin mời cha bắt đầu. Con trọng kính hai đức cha, trọng kính viện phụ, trọng kính quý cha. Hồi năm ngoái khi con đến đây được chia sẻ đức tin với cộng đoàn, với quý hội viên của gia đình Châu Sơn của Hoa Kỳ, con đã nói xấu Đức Viện Phụ một lần, này con nói xấu một lần nữa. Tức là Ngài rất là liều lĩnh, Ngài liều lĩnh nhiều thứ lắm. Chẳng hạn 18 năm về trước hay là 15 năm về trước Ngài thành lập với cộng đoàn ở đây. Rồi xong cái đó là năm ngoái Ngài liều một bước nữa mà không có cơ sở gì hết, là Ngài cho con được chia sẻ đức tin với cộng đoàn năm ngoái, và năm nay Ngài lại liều nữa. Ngài có gan và ngài và con đã xin hai đức cha chúc lành cho con rồi để con chia sẻ. Con vừa rồi có cha giới thiệu với con là giảng thuyết, mà không phải, con không phải là giảng thuyết, mà con đến đây chỉ chia sẻ đức tin với nhau thôi. Những gì con cảm nghiệm, mà những gì may ra con biết được một chút, thì con xin chia sẻ đức tin với cộng đoàn. Thật sự thì từ ngày hôm qua khi con đến đây, con thấy cộng đoàn anh chị em có người rất mọi thành phần dân Chúa có mặt ở đây. Con thấy đó là cái tự động chúng ta đang chia sẻ đức tin với chúng ta rồi. Con trên một cái chuyến xe bus với mọi người từ Oregon về đây, con có nói là chúng ta đây đi hôm nay đó là không phải là chúng ta đi một cái vacation, mà chúng ta đi hành hương. Và khi mà đi hành hương như vậy thì theo truyền thống Kitô giáo và theo cả Do Thái giáo ngày xưa đấy, bắt nguồn từ Do Thái giáo, người ta hành hương lên đền. Vừa lên đền người ta vừa hát cái bài mà từ muôn phương ta về đây sanh vai lên đường. Thì nhắc nhớ cho chúng ta là cuộc đời của chúng ta là một cuộc hành hương. Cái hành hương mà dân Do Thái ngày xưa báo đó là hành hương qua sa mạc, vượt qua để về miền đất Chúa hứa ban. Nó hình ảnh báo cho giáo hội của Chúa là một cuộc hành hương từ trần gian, vượt qua trần gian để vào đất hứa là nước thiên đàng. Khi chúng ta giống như dân Chúa ngày xưa vậy, đi một cuộc hành hương qua sa mạc hoặc là qua biển cả, nó nhiều cái cực khổ lắm. Rất là nhiều những thứ cực khổ. Hôm qua anh chị em cũng đi thấy rồi. Chúng ta đi trên xe chuyến hành hương,
bắt đầu lên xe chúng ta phải chấp nhận nhau đó. Nhiều khi trong đầu chúng ta muốn ngồi cái ghế nào ngon ngon một tí, mà ngày xưa các cụ nhà mình dạy mà dạy cái kiểu khôn quá mà chả thấy các cụ riêng cái chuyện lãnh vực này thôi, không dạy cho chúng ta nhường nhau như trong tin mừng, mà là dạy cho chúng ta theo kiểu khôn lỏi đấy. Ăn cơm ấy thì đi trước, lội nước ấy thì theo sau, hoặc là xe thì đi tàu, xe thì đi ghế đầu, mà đi tàu thì ngồi ghế cuối. Tức là dạy theo kiểu khôn lỏi mà không có dạy cho chúng ta cái tinh thần phúc âm của Chúa là hy sinh và nhường nhịn. Thế là trước khi vì nó quen cái kiểu đấy cho nên lên trên xe, sẽ là mình ngồi ghế bên trên tí để có cái view nó tốt, hay là để xem nọ là nó đỡ say chẳng hạn vậy. Thế tự động cái ý nghĩ của mình nó có như vậy. Thế lên trên xe nó không được như ý đấy. Nhiều khi bắt đầu cái hành hương bước một mình đã phải từ bỏ rồi, mình lại phải chấp nhận cho người khác rồi. Xong đi lên trên xe có người toàn gọi Huệ ơi thôi, mà xe này có ai tên Huệ không, mà chẳng có ai có, cứ gọi Huệ ơi thôi. Biết gọi Huệ ơi là gì không? Huệ ơi. Có người gọi như vậy thôi mà bảo trên xe không ai có Huệ gì cả, họ gọi rồi mệt mỏi nhọc nhằn nhưng vẫn chấp nhận đi, mà vừa đi vừa đọc kinh. Mà có người đang say xe như vậy thì khi lên xe là con có là cái luật cấm. Luật cấm đầu tiên khi ngồi trên xe đi hành hương là cái cấm đầu tiên là cấm không được say xe. Nhưng không có cấm là say người lái xe. Không cấm say người lái xe, có quyền say. Và nhất là chúng ta say cái nơi mà xe đưa chúng ta đến. Thế là mọi người từ hôm qua này chúng ta đang say cái nơi mà xe đưa chúng ta đến đây. Nhọc nhằn trên đường hành hương lắm. Say cái nơi xe chúng ta đến đây, vừa mới mọi người bước lên xe, ồ cha ơi, năm nay nó khác năm ngoái rồi. Ồ, nó khác năm ngoái, mà ồ, khác năm ngoái là bàn tay của các cha khéo léo, hướng dẫn của Chúa, Thánh Thần, của mẹ, và trong đó có cả bàn tay cộng tác của anh chị em, nó cho là nó khác. Chúng ta không tin thì cứ làm cho nó khác nữa đi, mỗi một năm nó khác một tí. Đấy là say cái nơi xe đưa đến, mình về mà vẫn còn say cái nơi mà mình đã đến. Đấy mới là cái say, còn chỉ cấm không say xe thôi, còn nhiều điều khác không cấm khi lên xe. Thế thì cuộc hành trình của chúng ta về thiên đàng cũng vậy, nó gặp nhiều khó khăn lắm, chấp nhận những cái khác biệt của người khác, rồi có những cái đau khổ, đa số là cái đau khổ nó xảy đến. Đau khổ nó xảy đến bởi thời tiết này, bởi chính mình gây ra, rồi bởi người khác gây ra cho mình, rồi bởi bệnh tật, rồi bởi đủ mọi thứ hết. Thế thì trên đường hành trình của chúng ta là cuộc đời là hành hương. Khi chúng ta đi hành hương, chúng ta phải nghĩ như vậy. Và trong khi đi hành hương như vậy, chúng ta lại phải nghĩ những cái mong manh phận của con người và sự vĩnh cửu của Thiên Chúa. Một cái va chạm nhỏ của chuyến xe thôi là nó làm cuộc hành trình của chúng ta ngưng trệ và có thể nhiều những cái sự hậu quả nó không tốt xảy ra đằng sau. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận khi lái xe hay khi đi lại đủ mọi thứ. Thế thì cái cuộc hành trình của chúng ta trên đường về nước thiên đàng cũng y như vậy. Khi chúng ta đi hành hương, vượt qua khó khăn, cũng phải cẩn thận trong cách ăn thói ở của mình. Thế tự động là chúng ta thẳng cánh về với Thiên Chúa nếu như chúng ta sống như vậy. Thế khi mà đi hành hương như vậy thì hành hương của chúng ta cũng thế, về nước thiên đàng. Có một câu hỏi chủ chốt con xin hỏi cộng đoàn như thế này: mục đích của đời người Kitô hữu của chúng ta là cái gì anh chị em? Mục đích của chúng ta là cái gì ạ? Vâng, Thánh Gregorio Giáo Hoàng dạy cho chúng ta thế này: mục đích của đời người Kitô hữu đó là sự thánh thiện. Mục đích của người Kitô hữu là sự thánh thiện. Và mục đích tối hậu của chúng ta là Thiên Chúa, là nước thiên đàng. Đó là mục đích cuối cùng của chúng ta. Khi chúng ta phone cho nhau bảo đợt này các anh có đi Châu Sơn không? Bảo Châu Sơn ở đâu? Dạ Sacramento. Khi chúng ta xác định cái chuyến đi của chúng ta ngày hôm qua, mục đích của chúng ta ở đây, và cứ như thế là đến. Ở ngày kia nó có biết bao nhiêu hotel, có biết bao nhiêu các cái quán đẹp lắm, chúng ta không có dừng lại, đi tới đích tới đây thì thôi. Và cuối cùng chúng ta gặp nhau ở đây, đó là cái đích. Lâu lâu lên đường có người ta bảo: ô mày có ghé qua chỗ nọ chỗ kia không, chơi tí cho nó vui. Thì đấy, cái chuyện đấy là bị cám dỗ rồi, bị lang thang, nó không đúng mục đích. Không, mục đích của tôi là hôm nay về đây. Cũng giống y như vậy, hành hương của chúng ta, mục đích của chúng ta đó là nước thiên đàng. Cách đi đứng của chúng ta đó là sự thánh thiện. Thánh Gregorio dạy chúng ta như vậy.
Thế thì có một cái mẫu mực nào là mẫu mực của sự thánh thiện, sống trọn vẹn với thánh ý của Thiên Chúa đó, thì chúng ta sẽ có một cái mẫu gương để đi cho nó dễ. Đó là Đức Mẹ Maria. Đó là một mẫu mực của đời sống của Hội Thánh. Đó là mẫu mực của tất cả mọi người Kitô hữu. Chúng ta phải noi theo Đức Mẹ. Để con trình bày từng phần một. Cái thứ nhất đó là chúng ta quy tụ về đây hàng năm vào ngày lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời. Ngày 15 tháng 8, hôm nay là 17, cái cử hành là bởi vì muốn để lại cái ngày lễ trọng này cho anh chị em tham dự tại cộng đoàn giáo xứ của anh chị em, cùng với cộng đoàn anh chị em tham dự ngày lễ trọng đó, rồi cha viện phụ bắt đầu với tổ chức vào ngày này. Nó lệch đi một vài ngày để chúng ta có thể hoàn thành cái nghĩa vụ ở với giáo xứ của chúng ta rồi. Hôm nay chúng ta đến đây mừng lễ Đức Mẹ lên trời. Sáng ngày có một người hỏi con thế này: thưa cha, tín điều Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời được Hội Thánh công bố vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 1954. Mới có 60 năm à? 60 mấy năm? 69 năm? 6 mấy năm nhỉ? 65 năm. Mới có 65 năm, thế họ hỏi luôn, thế Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác mới được bao nhiêu năm? Đức Mẹ mới lên trời cả hồn lẫn xác mới có 64 năm thế hả? Không hả? Thế vậy chứ có mấy người hỏi bảo thế lòng thương xót của Thiên Chúa có từ bao giờ? Có người hỏi, dạ thưa, có từ ngày Chúa mặc khải cho Thánh Nữ Faustina cho tới giờ. Mới chưa được 100 năm à? Năm 930 vậy đấy phải không ạ? Và không có, lòng thương xót của Thiên Chúa là có từ đời đời. Khi nào có Thiên Chúa thì lúc đấy đã có lòng thương xót rồi. Chứ không phải là lòng thương xót của Chúa chỉ mới có mới đây. Cũng không phải là khi giáo hội công bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời, lúc đấy Đức Mẹ lên trời. Không phải. Suốt cả 20 thế kỷ, giáo hội sống cái đức tin đấy rồi và suy tư. Và trước đây thì giáo hội để mở cho mọi người, ai có tin hay không, nó không có mang tính cách buộc theo cái tính cách luật lệ. Nhưng kể từ ngày Đức Giáo Hoàng công bố Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời, thì nó là một tín điều, thì buộc tất cả những ai gọi là công giáo thì phải tin. Anh không tin thì anh có phải là người công giáo nữa không? Không. Đương nhiên thì nó gây ra tranh cãi cho một vài vấn đề với anh em tin lành. Nhưng mà chúng ta dễ giải thích về vấn đề này lắm. Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ bao nhiêu đặc ân anh chị em? Mấy đặc ân? Đúng rồi, chắc ăn. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ 4 đặc ân. Đặc ân thứ nhất là? Thứ nhất là gì? Mình cứ xếp theo thứ tự đi. Vô nhiễm nguyên tội. Thứ hai, chọn đời đồng trinh. Thứ ba, Đức Mẹ Thiên Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Và thứ bốn là hồn xác lên trời. Mình chỉ cần dừng lại một ít phút để mình nghĩ như thế này thôi. Bằng cái lý trí của mình cũng thấy Đức Mẹ phải lên trời cả hồn lẫn xác nha. Phải nha, chứ không phải cần đâu nha. Bởi vì chết là cái gì anh chị em? Chết là bởi hậu quả của tội lỗi. Bởi vì có tội lỗi cho nên mới có sự chết. Còn nếu không có tội lỗi, không có sự chết. Mà Đức Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Không có một giây, một phút, một tích tắc nào trong cuộc đời của Đức Mẹ từ khi Đức Mẹ hình thành trong lòng dạ của Thánh Anna và Gioa-kim. Không có một giây, một phút nào Đức Mẹ nhiễm bất cứ một tí nào gọi là tội cả. Giống như bây giờ cái ánh sáng của ngọn đèn này nhá, vào giữa cái ánh sáng của ngọn đèn mà chúng ta thấy có một cái chấm đen ở trong đấy, liệu có không? Không có đâu. Nó đã là ánh sáng thì nó tinh ròng bởi ánh sáng và tự ánh sáng. Còn nếu nó có một cái tí đen nào đó ở trong cái bóng đèn, bóng sáng đấy, nó không còn tinh ròng nữa. Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, không mắc cái tội tổ tông truyền và tội cá nhân của Đức Mẹ. Không có một lúc nào có. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Mẹ là đấng đầy ân sủng của Thiên Chúa, tức là Thiên Chúa bao bọc Đức Mẹ, Thiên Chúa tuyển chọn Đức Mẹ. Cho nên Đức Mẹ không thể tiêu hủy cái thân xác được. Đức Mẹ không thể tiêu hủy thân xác như mọi người chúng ta ở đây được. Hơn nữa, Thiên Chúa lại ban cho Đức Mẹ chọn đời đồng trinh.
Tức là Chúa Giêsu xuống thế làm người không phải theo cái cách bình thường bởi tác động của người nam và người nữ, không phải vậy, mà là bởi quyền năng của Thiên Chúa, bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Cho nên Đức Mẹ Đồng Trinh trước khi sinh con, Đức Mẹ Đồng Trinh trong khi sinh con, Đức Mẹ Đồng Trinh sau khi sinh con, Đức Mẹ Đồng Trinh. Cho nên Thiên Chúa bảo vệ cái đặc ân, ân sủng của Thiên Chúa bao trùm Đức Mẹ. Thiên Chúa bảo vệ Đức Mẹ đặc ân vô nhiễm nguyên tội và đặc ân trọn đời đồng trinh bằng đặc ân vĩnh cửu là hồn xác lên trời. Là hồn xác lên trời. Thiên Chúa bảo vệ cái vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã làm đó bằng hồn xác lên trời. Thiên Chúa bảo vệ cái đặc ân vô nhiễm nguyên tội và bảo vệ cái trọn đời đồng trinh của Đức Mẹ bằng đặc ân hồn xác lên trời. Có bộ nó khô khan một tí thôi, chúng ta ráng tí nữa sao sang vào cái phần thực tế để có thể là nó dễ nắm bắt cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải nắm bắt để anh chị em ngoài công giáo người ta hỏi, có thể chúng ta biết một chút để chúng ta giải thích cho họ. Rồi có một cái lý do nữa chúng ta thấy đấy nhá. Thiên Chúa là Đấng Thánh. Các thiên thần Seraphim ở trong đền thờ mà Isaiah thấy đó, các ngài hô Thánh, Chí Thánh, ngàn trùng Chí Thánh. Bởi vì Thiên Chúa gọi là Đấng ba lần Thánh. Tức là trong Thánh Kinh ấy, cứ nói đến ba lần thì cái cường độ càng ngày nó càng tăng lên. Đầu tiên thì nó thấp thấp đó, dần dần nó tăng lên. Chẳng hạn như là ông Thánh Phêrô, đầu tiên là có một cái người cô con gái, ông ấy đứng ông nhìn Thánh Phêrô, ông bảo ô nhìn cái lão này nó ngô ngố như vậy, chắc là cùng trong cái nhóm đó. Thế là Thánh Phêrô nghe thế vậy, thế mà ô tai của tôi điếc nhá, không nghe gì đâu. Thế là ngài trốn đi ra chỗ khác. Đến lần thứ hai nó gặp bảo đúng rồi, cái ông này là tôi bảo đảm là ông cùng trong cái nhóm đấy. Mà bắt đầu Thánh Phêrô nói lần thứ hai, này chị ơi chị nói cái gì nhá, tôi không có biết gì đâu đấy nhá. Đến lần thứ ba nói cái giọng này là giọng Galile, biết ngay ông này cũng thuộc bọn đó. Thế là Thánh Marco bảo ông Thánh Phêrô thốt ra những lời độc địa mà thề rằng tôi không biết người. Lần thứ ba nó tăng lên tới cực điểm, đó là tôi thề tối mà biết ông Giê-xu tôi chết mất linh hồn ra địa ngục. Thốt ra những lời độc địa mà thề rằng chứ còn vậy chứ còn gì nữa phải không? Tức là cái cường độ càng ngày nó càng tăng theo cái ngôn ngữ của Thánh Kinh đó. Thế thì các thiên thần tung hô Thiên Chúa Thánh, Thánh, Thánh hay là Thánh, Chí Thánh, ngàn trùng Chí Thánh là cái đấng nó vô cùng thánh vậy đấy. Mà đấng thánh thì phải ở nơi, nơi thánh. Đấng thánh thì phải ở nơi thánh. Lòng dạ của Đức Mẹ, con người toàn bộ linh hồn và thân xác của Đức Mẹ là nơi thánh để cho Chúa ngự. Và thân xác của Chúa Giêsu là thân xác lấy từ đâu anh chị em? Từ thân xác của Đức Mẹ, bởi dòng máu của Adam và Eva y như chúng ta. Và đấng thánh ấy, Thiên Chúa ở trong lòng của Đức Mẹ như vậy, mà nếu như Đức Mẹ vướng một tí tội nào đấy nhá, thì Chúa Giêsu có bị vướng tới tội nào không? Nếu cơ mà có đúng không? Đúng rồi. Nếu như Đức Mẹ mà chỉ vướng một tí thì tí tội nào thì cái Chúa Giêsu lấy cái thịt của ngài, cái thân xác của ngài cũng dính một tí tội vào đấy luôn. Mà như vậy còn là thánh được không? Không thể thánh được. Không còn đứng gọi là đứng ngàn trùng Chí Thánh được. Và nếu như đã dính một tí tội là phải chết rồi. Mà đây là đấng hằng sống. Cho nên Đức Mẹ cái ơn vô nhiễm nguyên tội và cái ơn hồn xác lên trời á, đi với nhau. Nó không có bao giờ mà Thiên Chúa phải bảo vệ cái ơn đấy bằng ơn hồn xác lên trời. Cho nên cái thân xác của Đức Mẹ là một thân xác cực thánh, bởi vì nơi đấy có đấng cực thánh ngự. Cái hình ảnh này được loan báo ở trong Cựu Ước. Khi mà Chúa ban 10 điều răn cho ông Mô-xê, cho dân của Chúa đấy, Chúa truyền cho ông Mô-xê là hãy làm một cái hòm đựng hòm bia của Thiên, đựng bia mà đựng 10 điều răn của Chúa vào đấy. Thánh Kinh diễn tả là cái gỗ, loại gỗ gì đấy, Việt Nam dịch là gỗ keo, nhưng mà mối mọt nó không thông vào đấy được, nó không đục khoét vào đấy được, nó gìn giữ, nó bảo vệ. Thế thì đấy là cái hình ảnh Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa. Tiếng Pháp hình như là bia nó gọi là laia phải không? Mấy anh uống rượu anh bảo Đức Bà là cái hòm laia của Thiên Chúa, chúng ta chớ nói vậy. Hôm qua mấy anh chúng ta đừng đồng hóa như vậy nhá. Tự nhiên cái cứ cầm bia đến cái nghĩ không phải cái bia đấy. Đấng cực thánh.
Nhưng bây giờ anh chị em bảo thưa cha, thôi thì cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ đã, cảm ơn Chúa đã cho Đức Mẹ được lên trời cả hồn lẫn xác, nó chẳng liên quan gì đến chúng con cả. Thôi, nó có liên quan gì đến chúng mình không? Có, đúng rồi. Khi mà mình cử hành lễ Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, là mình tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta. Mình tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta. Ngày lễ Chúa Giêsu lên trời, Thánh Ambrosio giảng ở nhà thờ Milan. Ambrosio, cách chúng ta gần 20 thế kỷ rồi. Khi mà chắc là Chúa Anh Thần soi sáng cho Ngài đến cực độ đấy, Ngài bước ra khỏi tòa giảng, Ngài đứng, Ngài hô thật to lên: từ nay cung lòng của Thiên Chúa có một con người. Từ nay cung lòng của Thiên Chúa đã có một con người. Tức là Chúa Giêsu mang hai bản tính. Khi mà Ngài đến với chúng ta là bản tính Thiên Chúa, và khi Ngài ở với chúng ta, cái bản tính Thiên Chúa đấy ở trong bản tính của con người. Hai bản tính đấy là một ngôi vị. Và khi cái bản tính con người mà Chúa lấy từ thân xác của Đức Mẹ, sau này Ngài vinh thăng bởi cuộc phục sinh, khổ nạn và phục sinh của Ngài, Ngài đi về với Chúa Cha, và Ngài mang cái thân xác yếu hèn của chúng ta vào cung lòng của Thiên Chúa. Cho nên là Thánh Ambrosio được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Ngài viết nói lên cái niềm hy vọng tột cùng của chúng ta: từ nay trong cung lòng của Thiên Chúa đã có một con người, một thân xác biết nhọc nhằn, một thân xác biết no, một thân xác biết đói, một thân xác biết khát, biết khóc, biết cười, biết cảm thông với nỗi mong manh chín năm chìm bảy nổi chín cái lênh đênh của kiếp người. Cái thân xác đấy nay đi vào trong cung lòng của Thiên Chúa, mang theo niềm hy vọng của tất cả chúng ta. Một cái thân xác mà anh chị em cứ thử tưởng tượng nhé, Chúa đi làm việc mệt quá rồi, thế là bảo thôi sang thuyền, sang bờ bên kia biển đi chúng con ơi, nói với các tông đồ vậy đấy. Ngài gục đầu bó gối, Ngài ngủ mệt quá rồi, ngủ gục với chúng ta. Ngài giảng đạo nóng bức như thế này, Ngài khát quá rồi, Ngài ngồi, Thánh Kinh diễn tả hay lắm bằng cái tiếng Hy Lạp, Ngài ngồi bệt xuống bờ giếng, ở miền Bắc Việt Nam chúng ta gọi đánh thớt đít xuống đất ấy. Đánh bệt xuống một cái như vậy, xòe tay ra, xin một cái người phụ nữ, chúng ta cứ tạm gọi là bên lương đi nhá, xin xòe tay ra, mà cái người này, chị ta có tới 5 đời chồng chứ không ít đâu đấy, xòe tay ra xin một cái chị là: chị cho tôi xin chút nước. Một đấng thánh xòe tay ra xin một cái người tội nhân, mà chính cái giếng đấy cũng không phải cái giếng của chị luôn, chị chả có cái gì cả, mà đấng là đấng tạo dựng mọi thứ đi xòe tay ra xin cái người không có cái gì, với một cái thân xác rất nhọc nhằn, ngồi bệt xuống bên dưới và xòe tay ra: chị cho tôi xin chút nước. Với một cái thân xác cảm thông với những nỗi thống khổ của con người, bây giờ Ngài đi vào trong cung lòng của Thiên Chúa. Và khi chúng ta cử hành lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời, thì nơi Đức Mẹ Maria có bản tính Thiên Chúa ở trong đấy không? Không chứ, sao lại có, lại Chúa tôi lối đạo bây giờ, không có. Ngài, Đức Mẹ đấy được sinh ra bởi dòng dõi của Adam và Eva, y như chúng ta. Khác chúng ta một điều là Đức Mẹ đầy tràn ơn của Chúa, không có nhiễm. Chúng ta không có được cái ơn bốn đặc ân như Đức Mẹ thôi. Còn y như chúng ta mọi đàng, thân xác cũng vậy, cũng phải lớn lên như thế. Và bây giờ cả thân xác và linh hồn của Đức Mẹ mà chúng ta giống như Ngài đấy, Đức Mẹ cũng đã vào trong cung lòng của Thiên Chúa, và đó là niềm hy vọng tuyệt vời của chúng ta. Đó là niềm hy vọng tuyệt vời của chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu được rằng tại sao giáo hội có nhiều vị tử đạo như thế, tại làm sao ở trong cung lòng của hội thánh có biết bao nhiêu tôi trai tớ gái của Đức Chúa, của Thiên Chúa đã hiến bỏ tất cả mọi sự để theo, và họ chỉ có hy vọng một điều: được giống như Đức Mẹ. Và có một cái đặc biệt với những người như thế, họ không bao giờ xin Chúa làm phép lạ cho họ khỏi bệnh. Có thể khác với chúng ta như vậy, tí nữa chúng ta sẽ đi lại cái vấn đề này. Chúng ta sẽ thấy, và khi chúng ta cử hành lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời, là chúng ta tuyên xưng tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa, và là niềm hy vọng của tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ được như Đức Mẹ.
Nhưng mà nếu được như Đức Mẹ thì có phải ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy ảnh Đức Mẹ đẹp lắm, vẽ Đức Mẹ đẹp vô cùng. Thực sự trên thực tế là chẳng ai thấy Đức Mẹ, chúng ta ngồi đây không biết là có ai thấy Đức Mẹ, hay là trong sách vở cũng chả có chỗ nào nói tả Đức Mẹ như thế nào về thân hình của Đức Mẹ, hay là cũng chẳng có cái tài liệu nào chính xác để nói Đức Mẹ sống bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi để kết hôn với Thánh Giuse. Thật ra thì những cái chuyện đấy nó không cần thiết về ơn cứu độ của chúng ta, cho nên có lẽ là Chúa Thánh Thần không cần phải soi sáng. Có thể là viết ra nó chỉ là cái gì đấy gọi là thỏa mãn cái tò mò của óc của chúng ta thôi. Những thứ đấy chúng ta có thắc mắc mà nãy mấy người hỏi đấy, bảo thưa cha, Đức Mẹ kết hôn với ông Thánh Giuse năm bao nhiêu tuổi? Thế bảo tôi không biết. Bảo Giêsu làm cha mà cha không biết thì bảo tôi có sống cùng thời với Đức Mẹ đâu, tôi còn nhỏ tuổi hơn đâu mà. Không cần thiết mấy cái thứ đấy anh chị em ạ. Nó có một cái thứ khác mà chúng ta phải cần, đó là khi mà chúng ta kính mến Đức Mẹ thì xin Đức Mẹ làm phép lạ, phải không? Đau khổ quá rồi con xin Đức Mẹ làm cho con phép lạ. Con bị đi lính ngày xưa cụt cái tay này, xin Đức Mẹ làm phép lạ con mọc thêm cái tay nữa. Bây giờ anh chị em mà có một phép lạ thật sự đấy là anh chị em mệt lắm đấy nhá. Giáo dân người ta đến người ta xem á, người ta xem là anh chị em mệt lắm đấy. Trong Kinh Thánh có rồi đấy nhá. Chẳng hạn như là ông Lazaro ông chết chôn trong mồ 4 ngày đúng không? Chúa làm cho ông sống lại đúng không? Thế là người Do Thái tính đến bắt Chúa Giêsu, tính thịt luôn cả Lazaro luôn. Bởi vì tại ông được nhận phép lạ như vậy cho nhiều người đến tin vào Chúa là ông thịt luôn. Có gì mà nhận phép lạ mà coi như là còn nguy hiểm hơn đấy nhá. Mà đức tin của mình nó lại không được tinh rồng, nó lại không đúng với cái thánh ý của Chúa, nó lại khổ vậy cơ. Mà chúng ta xin cái bề nổi. Quan trọng nhất, Đức Mẹ là mẫu mực, là hình ảnh của Hội Thánh. Chúng ta bắt chước cái cách sống của Đức Mẹ. Thứ nhất, nếu chúng ta muốn về trời như Đức Mẹ, cả hồn lẫn xác, như niềm hy vọng của chúng ta đó, chúng ta phải sống y như Đức Mẹ đã sống. Thứ nhất đó là, có nhiều điểm, con chỉ đi ra 3 điểm thôi. Điểm thứ nhất đó là về đức tin của Đức Mẹ. Đức Mẹ có cần phải sống trong đức tin không anh chị em? Có cần phải tin không? Có không? Mà thưa khi Đức Mẹ tin đó là Đức Mẹ nguy hiểm đến tính mạng của Đức Mẹ luôn. Theo như truyền thống người ta vẫn tin rằng Đức Mẹ đã khấn mình đồng trinh ngay từ khi còn nhỏ. Chẳng hạn như là có một cái bích họa đó, con cũng chưa được đến đây bao giờ. Có lẽ có những đấng đi nhiều nơi thì có thể biết đó. Người ta viết Đức Mẹ từ năm 3 tuổi ở bên công, hình như là bên công tăng tiên ốp, bây giờ người ta còn giữ cái bức họa đấy. Từ năm 3 tuổi Đức Mẹ đã lẫm chẫm lon ton đang bước lên các cái bậc tam cấp ở trong đền thờ để Đức Mẹ như là được hiến dâng cho Thiên Chúa ngay từ trong còn nhỏ vậy đấy. Nhưng mà về mặt lịch sử thì con cũng nghi ngờ lắm, bởi vì ở trong đền thờ người Do Thái ngày xưa người ta không cho phụ nữ sống ở bên trong đó. Nhưng mà thôi thì người ta vẫn diễn tả cái niềm tin là Đức Mẹ đã được dâng hiến cho Thiên Chúa ngay từ lúc còn nhỏ. Đương nhiên là được Chúa chọn, mà Chúa chọn là Chúa không nói rõ cho mọi người biết đâu. Chúa chọn. Thế thì Đức Mẹ vẫn phải sống cái niềm tin. Chẳng hạn như là Đức Mẹ đã kết hôn với Thánh Giuse rồi, đính hôn nhưng mà kết hôn, Đức Mẹ đã đính hôn. Hoặc là chúng ta gọi Việt Nam gọi là Đức Mẹ đã ăn cái đám hỏi rồi đấy, phải không ạ? Đối với người Việt Nam thì nó đã thành vợ thành chồng chưa anh chị em? Chưa. Nhưng với người Do Thái đã là thành vợ thành chồng rồi. Nếu như ông Thánh Giuse mà qua đời trước khi cưới Đức Mẹ thật á, thì cái gia tài đấy thuộc về ai? Thuộc về Đức Mẹ. Mà ngược lại, Đức Mẹ mà qua đời mà Đức Mẹ có cái tài sản nào thì thuộc về ông Thánh Giuse. Và bây giờ mà có ra tòa ly dị nhá, thì Thánh Giuse với Đức Mẹ làm sao? Phải ra tòa đấy nhá, vì nó thành vợ thành chồng rồi. Thành vợ thành chồng rồi. Cho nên cái gọi là trách nhiệm nó có như vậy, nó đã có trách nhiệm ấy, đã có quyền lợi thì nó phải có trách nhiệm. Cho nên bây giờ Đức Mẹ đã xin lỗi là một người thiếu nữ như vậy mà phản bội chồng, thì ông Thánh Giuse có còn tố cáo. Và Thánh Giuse tố cáo thì Đức Mẹ kết án tử thôi. Đang khi đấy thì Đức Mẹ lại được có biến cố truyền tin cho Đức Mẹ. Thiên thần đến báo cho Đức Mẹ sẽ thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, và Đức Mẹ đã mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu ngự trong lòng Đức Mẹ. Ông Thánh Giuse có biết không? Đức Mẹ thưa vâng với sứ thần.
là bắt đầu cuộc đời của Đức Mẹ lận đận long đong sống trong đức tin, nguy hiểm đến chính mạng sống của mình. Nếu như Đức Mẹ mà thấy bụng cứ càng ngày càng to lên vậy đấy, Thánh Giuse mới bảo: sao thế này hả em? Đức Mẹ lại bảo chứ: dạ thưa, bởi quyền năng Đức Chúa Thánh Thần đấy anh ạ. Bây giờ có bà nào mà đang tự nhiên cái bụng nó nổi lên như vậy, xong về nhà chồng hỏi là: đây là bởi quyền năng Chúa Thánh Thần đấy, thế thì có ai người ta tin được không? Thánh Giuse có thể nói thế này: tôi không biết là bởi Chúa Thánh Thần hay bởi ai, tôi chỉ biết là không phải bởi tôi là Đức Mẹ chết rồi. Tôi chỉ cần biết là cái thai đấy không phải bởi tôi thôi, là mỗi một người cầm cục đá ném vào Đức Mẹ. Nhưng mà may quá, ông Thánh Giuse, Ngài là đấng công chính, như Đức Cha Mikea nói với chúng ta ngày hôm qua đó. Ngài là đấng công chính, đấng tốt lành. Khi mà Ngài không hiểu thì Ngài chỉ im lặng thôi, chứ không cãi toáng như kiểu chúng ta. Chỉ im lặng thôi chứ không có cãi toáng như kiểu chúng ta. Chúng ta thì cứ muốn hiểu cho bằng được, nhưng mà có nhiều cái mình chẳng hiểu đâu. Thế thì khi Đức Mẹ chấp nhận lời xin vâng là bắt đầu đã gặp tới chính nguy hiểm. Và cả một cuộc đời Đức Mẹ cũng như thế. Chẳng hạn như là khi Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu ở trong máng cỏ, đến gõ cửa các khách sạn, các quán trọ, chỗ nào người ta cũng đuổi. Thiên Chúa là đấng quyền năng mà gọi là, được gọi là con đấng tối cao, gì mà bị người ta hắt hủi mà người ta đuổi đi như thế. Rồi khi Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu ở trong hang đá nghèo hèn như vậy, mỏng manh và yếu đuối, còn một cái trẻ sơ sinh như vậy, với một cái thời tiết như thế này, một em bé mà khi mà sinh ra mà không được bế ấm á, chỉ trong vòng chắc khoảng tầm tiếng đồng hồ lém đấy, chưa tới một tiếng đồng hồ là chết luôn. Mang một kiếp người như vậy mà Đức Mẹ bổng ấm ở trên tay, ở trong một cái máng cỏ bò lửa mà nghèo nàn như vậy, Đức Mẹ vẫn tuyên xưng đây là Thiên Chúa toàn năng. Có lẽ là Đức Mẹ thuộc lòng thánh vịnh hết à. Đức Mẹ có thể đã từng đọc này, để nói về quyền năng của Thiên Chúa ở trong các thánh vịnh ấy, tay chỉ lối, dặn vầng trăng chuyển vận, tay vẽ đường, bảo tinh tú đổi ngôi. Một Thiên Chúa quyền năng như vậy, chỉ cần nói hãy có, tức thì cái vũ trụ này nó liền có. Thế mà bây giờ lại trở nên mong manh và yếu đuối như vậy, Đức Mẹ vẫn tin đây là đấng toàn năng. Đấng toàn năng trở thành con của mình. Thế rồi lặng lẽ 30 năm trời cứ ở trong Nazareth với Đức Mẹ như vậy, chả có cái gì nổi bật cả. Như là một đứa trẻ, thế thì cũng... bởi vì người đã nên giống anh em mình trong mọi sự thì ngoại trừ tội lỗi không có một cái gì hết. Đức Mẹ vẫn tuyên xưng tôi đang ở với đấng quyền năng và lòng thương xót. Thế rồi suốt một cuộc hành trình của Chúa Giêsu cũng vậy, Đức Mẹ đi theo, đi trên con đường thập giá. Một đấng quyền năng cái gì đâu mà bây giờ vác cái thập giá vác không nổi, ngã lên ngã xuống phải nhờ người khác để vác nữa cơ, mà cái người đấy lại là bên lương chứ không có đạo gì cả. Con cái trong nhà thì không nhờ được, phải đi nhờ người ngoài, đủ mọi thứ nó khốn khó và cuối cùng là giết chết. Đức Mẹ đứng ở dưới chân thập giá, khi mà nhìn thấy Chúa Giêsu chết như vậy, hoặc là khi Ngài Đức Mẹ ẵm bế Chúa Giêsu, cái xác chết, xin lỗi, là một cái xác mà linh hồn Chúa Giêsu, linh hồn cực thánh đã lìa khỏi xác, đã trao ban thần khí cho Đức Chúa Cha rồi đấy. Ngày bế chỉ còn là một cái xác chết vậy thôi. Đức Mẹ vẫn tuyên xưng đây là đấng hằng sống. Đó là đức tin của Đức Mẹ. Chúng ta chỉ cần hiểu, con chỉ nhắc lại cái điều mà chúng ta đã từng sống, đã từng tuyên xưng, để chúng ta thấy cuộc sống của Đức Mẹ. Khi mà chấp nhận lời xin vâng với Thiên Chúa thì Đức Mẹ đã phải kinh qua những cái thử thách nó kinh khủng vô cùng. Thế bây giờ chúng ta mà bắt chước với Đức Mẹ đó, chúng ta có phải trải qua những cái điều như Đức Mẹ đã qua không ạ? Chúng ta phải trải qua cái điều đấy thôi. Tí nữa con trở lại vấn đề này một chút nữa, rồi con sang lại cái vấn đề khác để cho nó dễ hơn cho chúng ta. Đức Mẹ có rất là nhiều những cái tính cách, những cái đặc tính tốt lành mà chúng ta gọi là các nhân đức của Đức Mẹ, chúng ta phải học hỏi nhiều lắm. Nay con chỉ nói một thôi. Nhất là Thánh Alphonso, Ngài cũng suy niệm, Ngài viết ra dựa vào tin mừng, nhiều các thánh lắm Ngài viết.
Khi anh chị em đi ăn cưới hay là đi ăn tiệc thì chúng ta lo những cái việc chính là việc nào anh chị em? Khi đi ăn cưới á, ngồi á, ăn cưới và ăn tiệc thì chúng ta làm cái gì? Cánh đàn ông của chúng con ấy thì đơn giản hơn chút là làm hai việc thôi. Đàn ông ấy chỉ có lo ăn, với lo ăn uống với lo nói thôi. Các bà, các chị thì cũng lo ăn, uống với lo nói. Thêm một cái nữa, tao vừa mới make up xem có đứa nào nó nhìn tao đẹp hơn tí không? Vất vả hơn một tí. Vừa ngồi ăn, vừa lo nói chuyện, xong lại còn liếc liếc cái mắt cho xem là cái thằng kia nó cứ để ý. Hôm nay tao có cái tóc này, nó quăn quăn giống Trà Phong này, xem có được không? Đấy, mình phải để ý người khác. Thế là còn chúng ta ăn là chúng ta nói đủ mọi thứ chuyện lắm. Ăn, nhiều khi không để ý cái gì. Đức mẹ cũng giống như chúng ta thôi, tham dự tiệc cưới Cana, cũng ăn tiệc rồi, cũng ăn rồi, cũng chia sẻ, nói chuyện. Nhưng Đức mẹ lại thêm một cái nữa, nhạy bén trước nhu cầu của người khác. Đức mẹ thấy gia nhân á, nó cứ chạy rối rít đến, nó hỏi người nọ, nó hỏi người kia. Đức mẹ khám phá ra, à nhà này chắc nó hết rượu rồi. Hết rượu rồi. Đức mẹ nhạy bén nhìn thấy những cái nhu cầu của người khác. Và sau đó Đức mẹ làm việc. Chứ không phải chúng ta, nhiều lúc chúng ta cũng nhạy bén nhìn ra các nhu cầu của người khác đó, nhưng mà chúng ta không làm gì hết á. Kệ mày, ta vẫn hơn mày là ta ngon rồi. Đức mẹ chạy sang nói với Chúa Giêsu, họ hết rượu rồi. Tưởng Chúa Giêsu nói ngon lành gì thì bảo mẹ mẹ tín nó con làm. Chúa Giêsu choảng cho một câu, cái việc này nó không liên quan gì đến bà và tôi gì cả. Anh chị em mà nghe nói vậy buồn không? Buồn chứ nhỉ. Đức mẹ buồn hay không thì con không biết, nhưng mà chỉ thấy Đức mẹ tin thôi. Nghe thấy Chúa nói thì cái việc Chúa nói thì cứ để Chúa nói. Chạy sang vỗ vai mấy người gia nhân đó, người bảo gì thì cứ việc làm theo. Và chính vì cái lời nói của Đức mẹ như vậy, và người gia nhân ấy tin vào lời của Đức mẹ, khi Chúa Giêsu nói đổ nước vào các cái chum đấy, và nhờ cái tin, nhờ cái sự nhạy bén của Đức mẹ đấy mà nước lã nó thành rượu, làm hả hê tất cả mọi người khách ngồi ở đấy. Một trong những nhân đức của Đức mẹ đó là nhạy bén trước những cái nhu cầu của người khác. Con không có được sống ở trong đời sống gia đình như anh chị em ở đây, nhưng chúng ta thử hỏi xem là gần nhất với mình thôi, là chồng và là vợ mình, khi chúng ta đồng sàng ngủ cùng một giường, khi chúng ta có thể nghe thấy tiếng thở dài của người chồng á, chúng ta có biết cái tiếng thở dài đó là gì không? Tiếng thở dài của vợ mình trong giấc ngủ á, chúng ta có biết cái tiếng thở dài đó là cái tiếng gì không? Chúng ta có nhạy bén để nhận ra không? Hay là không, bây giờ ta ngủ là ta cứ ngủ thôi. Biết đâu được người chồng của mình hôm nay bị thất bại một cái công việc nào đó ở công sở, mà vì yêu thương vợ của mình cho nên anh ta giấu thôi, chả cần nói chuyện ở ngoài, nó áng ngắt chịu thôi, đi về, đang thất bại. Mà nhiều khi chúng ta không nhận ra. Ngược lại, người vợ của chúng ta cũng vậy, là những người sát cánh đồng vai cộng khổ với chúng ta trong cuộc đời này, mà nhiều khi chúng ta không có một cái trái tim nhạy bén, mà chúng ta có một cái trái tim ích kỷ thế à. Hay là chúng ta có dám nhạy bén trước nhu cầu của giáo hội, của thế giới ngày hôm nay không? Mà ngay cả cái nhạy bén với con cái của chúng mình bây giờ, nhiều khi chúng mình cũng không có. Hay là cha mẹ, hay là con cái cũng không có nhạy bén với trước nhu cầu của cha mẹ. Chúng ta cần phải nhạy bén cái đấy, học ở gương của Đức mẹ. Và sau đó, nhận ra vậy thì không đâu, phải tin vào lời của Chúa. Người bảo gì anh em hãy làm y như vậy. Y như vậy. Chúa bảo là sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly. Nhưng mà thôi thì Chúa nói là nói thế thôi, chứ còn người bảo gì con không làm như vậy. Ly dị cho nó xong. Mình đâu có biết kính trọng bí tích hôn phối đâu. Ví dụ vậy. Hay là Chúa bảo mình đừng phạm tội, mình đừng tham lam, nhưng mà người bảo gì chúng ta không làm theo. Chính vì vậy cuộc đời của chúng ta khổ. Bắt đầu cuộc đời của chúng ta khổ, chúng ta lại xin Chúa với xin Đức Mẹ và xin các thánh làm phép lạ để cho chúng ta khỏi khổ. Bởi vì vừa với cãi nhau một trận xong rồi, vào nhà thờ cầu nguyện sốt sáng lắm, là xin cho cái thằng kia nó đừng giận con, xin cho cái thằng kia nó thế nọ, nó thế kia. Lại, mình vừa với gây ra tai họa xong, mình lại đi xin làm phép lạ. Chúng mình hay cái kiểu đấy lắm. Cho nên chúng con muốn sang một cái điểm thứ ba về trong đời của Đức Mẹ.
ai chúng ta cũng có thể thuộc nằm lòng một cái thánh ca ở trong thư gửi tín hữu Philippe của thánh Phaolô. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã không giữ cho mình được ngang hàng với Thiên Chúa mà lại tự hủy mình đi để giống như một con người, sống như người phàm trần, tự hủy một cái con người cao cả là một con người dám hy sinh. Chúa Giêsu đã tự hủy, kể cả không nghĩ mình là Thiên Chúa nữa mà trở thành một con người phàm như chúng ta để sống như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Ở trong nhà dòng của mẹ thánh Teresa Canquista, mà có lẽ là nhiều người anh chị em chúng ta không biết đến, khi mà mẹ thành lập cái hội dòng bác ái của mẹ rồi, trong khi đó mẹ lại thành lập một cái hiệp hội khác nữa, gọi là Hiệp hội Liên đới trong đau khổ. Liên đới trong đau khổ có nghĩa là mẹ đến mẹ gặp với những cái người già cả ốm đau bệnh tật, và mẹ xin với những người đấy thế này: xin ông, xin bà, xin cụ, xin anh, hãy dâng cái đau khổ của anh chị này, cái bệnh tật này này, cho một nữ tu nào đấy của chúng tôi đang làm việc ở chỗ này, ở chỗ kia. Và họ nhận, giống như gọi là nhận đỡ đầu cho một nữ tu đó, hay là một vị truyền giáo nào đấy, và dâng cái đau khổ, cái bệnh tật, cái ốm đau đó để cho cái người tông đồ của Chúa đang làm ở chỗ khác. Người ta gọi là liên đới trong đau khổ, và cái đấy rất là thành công. Đức mẹ Maria đó, chúng ta được tôn vinh Đức mẹ rất là nhiều những tước hiệu, nhưng có một cái tước hiệu hình như là không có viết lên thành văn, và Đức mẹ chỉ thưa vâng với lời Thiên Chúa, có nghĩa là Đức mẹ tự hủy con người của mình, tự hủy tất cả các cái chương trình của mình đi hết, và để sống với chương trình của Chúa. Đức mẹ tự hủy tất cả chương trình của mình đi để khi thưa xin vâng là từ đấy trở đi, Đức mẹ chỉ sống cho chương trình của Thiên Chúa mà thôi. Cho nên các anh có đánh tôi, các anh có đuổi tôi, các anh có làm gì thì làm, tôi cứ đứng ở dưới chân thập giá. Quân dữ nó đánh, nó đuổi, nó bảo thế bà đi chỗ khác đi. Không, đây là con của tôi. Đức mẹ cứ đồng hành với Chúa. Ở trong tin mừng của Thánh Gioan á, có thể là chỉ tường thuật lại cho chúng ta hai cái đỉnh điểm cao nhất ở trong cuộc đời của Đấng Cứu Thế. Đó là tiệc cưới Cana, Đức mẹ có mặt vào khởi đầu sứ vụ của Chúa Giêsu, và trên thập giá Đức mẹ có mặt ở đấy. Hai cái địa điểm quan trọng nhất như vậy có nghĩa là cả một cuộc hành trình cuộc đời của Chúa Giêsu nơi dương thế luôn luôn lúc nào cũng có Đức mẹ ở đấy với Chúa Giêsu. Và vào trên cái điểm cao nhất là từ ở trên thập giá. Chúa Giêsu ở trên thập giá, anh chị em có nhớ Chúa Giêsu nói ra mấy lời không anh chị em? Mấy lời ạ? 7 lời. Mà chúng ta suy niệm đấy, chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa tuyệt vời lắm. Lời đầu tiên Chúa nói với ai? Quay sang nói cho kẻ thù của mình, tha cho những người giết mình. Thứ hai, trong lúc đau khổ Chúa Giêsu nghĩ đến kẻ thù của mình. Thứ hai, nghĩ đến người tội lỗi, tha cho người trộm, chỗ hứa thiên đàng cho người trộm lành. Anh này cả đời ăn cướp, và giây phút cuối cùng hắn cướp luôn nước thiên đàng. Và cái lời thứ ba, Chúa Giêsu nghĩ đến ai? Đến Đức mẹ nghĩ đến ai ạ? Nghĩ đến chúng ta đấy. Lần thứ ba khi Đức Chúa Giêsu nhìn thấy xuống chân thập giá có mẹ người và Thánh Gioan, thì Đức mẹ, Chúa Giêsu chối Đức mẹ cho ông Thánh Gioan trước hay là phó ông Thánh Gioan cho Đức mẹ trước? Ai trước ai sau? Đức mẹ chối Đức mẹ cho ông Thánh Gioan trước hay là phó ông Thánh Gioan cho Đức mẹ trước? Ai trước ai sau? Ông Thánh Gioan trước. Ông Thánh Gioan là đứng ở đấy, thì thay vì Đức mẹ, Chúa Giêsu nghĩ đến mẹ, thì Chúa Giêsu nghĩ đến nhân loại. Gioan đứng đấy là đại diện cho nhân loại, và nói là hỡi bà, hỡi Gioan, đấy là mẹ của anh. Khi mà dối Đức cho Thánh Gioan cho Đức mẹ, Chúa Giêsu nói với một cả tâm tình thế này: 33 năm con ở với Đức mẹ,
Đức Mẹ đã chăm sóc và giữ gìn, bảo vệ con, luôn luôn ở với con như thế nào, thì hôm nay toàn thể cộng đồng của nhân loại đây này, con trao lại cho Mẹ. Mẹ hãy bảo vệ và gìn giữ y như Mẹ đã bảo vệ và gìn giữ con. Nó quý là cái chỗ đấy. Tình thương xót của Thiên Chúa và Đức Mẹ ấy, luôn luôn nghĩ đến chúng ta. Chứ mà giá như mà gặp như mình ấy, mà mình mà Đức Mẹ chắc là buồn đấy. Bảo tại sao anh không có bảo Gioan nó coi sóc tôi trước rồi xong đó tôi bảo vệ Gioan sau không? Thế thì trong cuộc đời của hội, trong hành trình của Hội Thánh và trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta có tin được rằng chính Đức Mẹ đang ở với chúng ta, giống như Mẹ vẫn đang đồng hành với Chúa Giêsu, luôn luôn trong những lúc khó khăn và gian khổ, luôn luôn có Đức Mẹ ở với chúng ta. Chỉ có mỗi một điều, con muốn xin rất chân thành với cộng đoàn, chúng ta đừng bao giờ xin Đức Mẹ làm phép lạ nữa. Phải thanh tẩy lại đức tin của chúng ta. Cái cốt lõi của chúng ta là cái gì? Nhiều người ta kể những cái chuyện mà xính phép lạ nhiều lắm. Chẳng hạn người ta kể ra những cái câu chuyện là khi Đức Mẹ với Thánh Giuse bế Chúa Giêsu sang bên Ai Cập trốn á. Thế là khi thấy có một cái quán ở giữa cái sa mạc như vậy là Đức Mẹ vào đấy trọ, thế là xin muốn nước tắm, không có nước. Tự nhiên Chúa Giêsu như vậy cái tay làm sao cái cây dừa nó cong xuống như thế này, cái là cái hái dừa của Thánh Giuse chặt cái buồng lấy nước tắm cho Chúa Giêsu. Cái tắm xong cái là cái bà chủ quán bà anh con đứa con nó mới sinh. Thế là bà ấy thấy cái thằng bé này nó khôi ngô tuấn tú vậy hay hay đấy. Bà ấy xin cái nước sái đấy để tắm cho con của bà ấy. Tắm xong cái con của bà ấy trắng đẹp hơn cả Chúa Giêsu, hài như Giêsu nữa. Họ nói là cái câu chuyện như vậy không biết là đúng chật như nào, chắc là chả có đâu. Trình bày về cái phép lạ như vậy mà trong khi đấy cái phép lạ mà muốn để cho Chúa Giêsu được bình an ấy, sao Đức Mẹ hay là Chúa Giêsu không làm phép lạ cho cái tay Herodê nó mù luôn hai con mắt đi để cho khỏi Đức Mẹ khỏi trốn? Đúng không ạ? Hay là khi mà chúng ta cứ xin làm phép lạ thì tạo sao cái anh lính ấy, Chúa Giêsu chết ở trên thập giá rồi, nó còn lấy một cái lưỡi đồng, nó chơi một phát vào cạnh sườn của Chúa Giêsu, sao Đức Mẹ không làm cho cái tay của thằng nó rụng luôn trước khi nó chọc đi? Mà vẫn để nó xảy ra. Không. Thánh ý của Thiên Chúa thì phải được nên chọn trong mọi sự. Thánh ý của Thiên Chúa thì phải được nên chọn trong mọi sự. Và chúng ta là những con người theo Chúa đấy, thì chúng ta phải tự hủy, tự bỏ chính cái con người của mình đi để chọn một cái gì đấy nó lớn hơn. Và đời sống của các thánh là như vậy. Đời sống của các thánh là như vậy. Ngài chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa như Đức Mẹ ở trên cuộc đời của mình. Chứ các ngài không có lẩn trốn cái thánh ý của Thiên Chúa bằng thôi, Chúa cho con được cái phép lạ để con khỏi bệnh đi, thì lâu lâu chỗ nọ chỗ kia để Chúa vẫn ban, chứ không phải không, vẫn có. Nhưng mà chúng ta xin như vậy, chúng ta xin ít quá. Mà chúng ta phải xin cho con một phép lạ, đó là đủ ơn Chúa để con thực thi thánh ý của Thiên Chúa y như Đức Mẹ, bằng cái cách là chúng con tự hủy cái con người của mình, không chọn theo ý riêng của mình nữa, mà con chọn theo thánh ý của Thiên Chúa. Con đã chấp nhận cưới anh ấy rồi, bây giờ con về con khám phá ra anh ấy có thể là thánh giá cho con rất là nặng, nhưng con tự bỏ, tự hủy cái con người của con đi cùng với anh đấy con vác. Con cứ tưởng em ấy đẹp như vậy thì có nghĩa là mồm miệng của em ấy cũng nhẹ nhàng ấy, nhưng mà không ngờ đâu trước đây em toàn ăn chanh thôi, cho nên bây giờ nói ra nó chua lắm. Con vẫn chấp nhận. Chấp nhận lắng nghe, mình tự bỏ, chứ không phải là đòi bảo không, em phải thế nọ, em phải thế kia, chúng ta mới sống được. Thế là chúng ta mà đòi những kiểu đấy, không có tự hủy đi, thì lập tức chúng ta đâu có chọn cho mình, đâu có chọn theo thánh ý của Chúa đâu, mà chúng ta chọn cho mình. Khi Chúa gửi đến cho chúng ta những bệnh tật ốm đau, chúng ta bảo rằng đây là thánh ý của Chúa muốn, và chúng ta chấp nhận đi Đức Mẹ, và chúng con sẽ đi cho tới cùng. Và trong lịch sử của Hội Thánh, không có một vị thánh nào mà không có đau khổ. Đố ai nhìn thấy có vị thánh nào theo mắt ở trần thế mà không có đau khổ đấy. Không có một vị thánh nào, chẳng hạn như là thánh Maximiano Kolbe, chúng ta vừa mới kính ngày 14 trước lễ Đức Mẹ lên trời một ngày, vị thánh đấy cũng vậy. Hay là thánh Pio Năm Dấu,
cuộc đời của các ngài bị hiểu lầm, bị khổ, là một linh mục mà có thể bị cấm luôn, không, anh không được làm lễ nữa. Ngài đau khổ lắm, chỉ có im lặng và coi đó như là thánh giá của Chúa vậy. Đó mới là cái phép lạ mà chúng ta cần cầu xin. Như kinh lạy cha chúng ta đọc, xin cho ý cha được thể hiện ở trên cuộc đời của chúng con. Mà chúng ta sống đúng cái tinh thần như vậy thì đấy mới là cái đức tin tinh rồng. Chứ nếu như chúng ta mà cứ chạy theo phép lạ, xong rồi gọi điện về cho cha nọ cha kia, lòng thương xót ở chỗ nọ chỗ kia, không cẩn thận giáo hội gây ra biết bao nhiêu những cái sự nhức nhối trong lòng của giáo hội mà không. Chúng ta phải chấp nhận như Đức Mẹ, sống cái tinh thần tự hủy, tự bỏ cái ý riêng của mình. Bỏ cái đấy khó lắm. Hôm nay con cũng chỉ chia sẻ đức tin một chút về Đức Mẹ Maria, về đời sống đức tin của Đức Mẹ, về cái sự nhạy bén của Mẹ và cái sự đồng hành với Chúa Giêsu trong suốt, Mẹ theo Chúa Giêsu trong suốt hành trình, từ khi Mẹ xin vâng cho tới ngày mà Mẹ hiến tế con của Mẹ ở trên đồi Golgotha. Và chúng ta tin chắc được rằng chính Chúa Giêsu đã trao chúng ta cho Đức Mẹ. Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ của Chúa Giêsu, là Mẹ của Hội Thánh, thì Người cũng là Mẹ của chúng ta. Người sẽ che chở, bao bọc cuộc đời của chúng ta. Và trong những cái lúc đau khổ, gian lao khốn khó, chúng ta tin được rằng Đức Mẹ đang ở với chúng ta. Trong những lúc chúng ta đang đau khổ mà có một người đồng hành, cảm thông ở với chúng ta, nâng đỡ với chúng ta, đó là một ân phúc rồi. Và vào những cái giây phút cuối cùng của cuộc sống, như kiểu kính mừng chúng ta đọc đó. Chúng ta đọc đó. Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử, lúc chúng mình chết đó, mà chúng ta có Mẹ đứng ở bên, cuộc đời hạnh phúc vô cùng, bởi vì chúng ta sống với Mẹ này. Chúng ta tin, chúng ta tạ ơn Chúa đã cho chúng ta một mẫu gương, còn một người Mẹ đã sống như chúng ta và đã được Thiên Chúa tôn vinh, bởi vì Mẹ đã từ bỏ đi, đã từ bỏ giống như con của Mẹ, để Ngài chỉ sống theo thánh ý của Thiên Chúa và chỉ làm những cái gì Chúa muốn. Và cái đó là cái đức tin của chúng ta, xin được theo Mẹ. Bây giờ còn một vài ít phút á, ai có câu hỏi gì á thì con xin mời hỏi á, con xin mời ông. Vâng. Có thể ai có cái mic à, cho con xin một vài cái câu hỏi. Con xin nói thế này. Tất cả mọi câu hỏi con đều được, con trả lời được hết. Hơi kiêu ngạo một tí nhá. Mọi câu hỏi con được trả lời được hết, cho nên ai hỏi cái gì cứ hỏi thoải mái. Những cái gì mà con biết ấy, thì con sẽ trả lời luôn là con biết. Còn những gì câu hỏi mà con không biết, con sẽ trả rằng con không biết. Cho nên câu hỏi nào cũng trả lời được hết. Nhá, chúng ta cứ đồng ý với nhau như thế, cho nên là chúng ta hỏi thoải mái, mà xin mời hỏi nhanh nhá. Rồi, xin mời bác. Yes. Con xin hỏi câu hỏi về nhận định thánh ý Chúa. Như cha có nói là Đức Mẹ hoàn toàn xin vâng, tự hủy, không theo ý riêng của mình và hoàn toàn tuân theo thánh ý Chúa. Và cha cũng đã nói rằng Chúa chọn thì không rõ ràng. Thường chúng ta thấy trong Phúc âm Gioan đoạn 15 có nói rằng ta chọn con, chứ không phải là con chọn ta. Nhưng mà đã không thiếu những người trong chúng ta không nhận ra được Chúa chọn mình hay là không chọn mình. Và con thao thức về vấn đề này thì cha nghĩ thế nào về vấn đề nhận định Thánh ý Chúa chọn mình trong cuộc sống của mình như thế nào? Riêng con thì con chỉ nghĩ rằng mình cố gắng hết lòng hết sức thôi để mà tìm hiểu, để cầu nguyện, để bàn hỏi, để tìm ra Thánh ý Chúa. Nhưng mà sai hay đúng không thành vấn đề ở đây. Cái quan trọng là mình vẫn tiếp tục tin rằng cho dù mình có quyết định đúng hay sai thì Chúa vẫn tiếp tục thương yêu mình. Thì cha nghĩ thế nào về điều này? Một trong những cái tiêu chuẩn để chúng ta biết được có Thánh ý Chúa hay không đó, đó là cái tâm hồn của chúng mình bình an thật sự. Bình an thật sự. Chẳng hạn như là Thánh Pio năm dấu bị cả làng cả nước người ta hiểu lầm Ngài hết, hiểu lầm đủ mọi thứ, rồi cấm đoán cả Ngài không được dâng lễ.
Nhưng mà nhìn thấy nét mặt của Ngài lúc nào cũng thánh thiện và vui tươi. Tự trong sâu thẳm tâm hồn của Ngài lúc nào cũng vui tươi và thánh thiện. Thánh Doan, Thánh Giá, anh em ở trong nhà nhốt Ngài luôn vào cái phòng củi. Ngài cứ ở đấy, không ăn, không uống, chơi luôn. Và cứ ở đấy, Ngài bảo tôi chỉ cần có Chúa thế là đủ rồi. Và đó là thành ý của Chúa đấy. Nếu như tất cả mọi việc chúng ta làm đó, chúng ta cứ thấy trong tâm hồn của chúng ta bình an đó, giống như Thánh Đông Bosco nói đó mà, anh em các con cứ vui chơi thoải mái đi, biết là đừng phạm tội. Mà bảo nếu như mà phạm tội mà thấy bình an đó, thì cứ phạm đi, thoải mái nhá. Đây thành ý của Chúa có lẽ là như vậy. Nãy con có nói cũng giống như Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu đấy, Ngài rất là đơn sơ, Ngài cầu nguyện con chẳng cần cái gì khác, chỉ cần có Chúa thôi. Nếu hỏa ngục mà có Chúa thì con xuống cho đấy luôn. Hỏa ngục mà có Chúa thì có còn hỏa ngục không? Ngài hay vậy đấy. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái bình an ở trong tâm hồn của mình. Thế thì anh chị em là người có đức tin, là niềm hy vọng của chúng ta đó. Chúng ta đừng bám vào một vài ba cái đau khổ nhỏ nhỏ để chúng ta kêu, chúng ta trách. Nó không phải vậy đâu. Tinh thần đức tin Kitô giáo chúng ta không phải thế. Có một cái gì đấy nó khác, nó ở bên trên đó. Niềm hy vọng của chúng ta như vậy. Nãy chắc có lẽ là con nói một cái từ ngữ nó nhấn mạnh quá, và con bảo là Thiên Chúa chọn chúng ta nó không rõ ràng đấy, hiểu theo cái ngôn từ giới hạn của con người. Bởi vì nó không rõ ràng là bởi vì chúng ta hay làm theo ý của chúng ta chứ không có làm theo cái ý của Chúa, cho nên chúng ta không có rõ ràng hiểu theo cái nghĩa như vậy. Còn từ thuở đời đời, từ phía của Thiên Chúa rất rõ ràng, tôi đã chọn ông Gia Phong làm linh mục là tôi chọn. Nhưng quá trình ông làm linh mục, ông đi đường, ông thấy bóng xanh, bóng hồng, người bóng nọ, bóng kia, thế là ông đi ngang qua, ông ghé thăm, ông thế nọ, thế kia. Thế thì cái đấy là không rõ ràng theo phía của ông thôi. Còn phía Chúa, Chúa ok. Còn chúng ta phải tin, phải bước và cứ như thế mà đi. Chẳng hạn rõ ràng, Chúa hứa nước thiên đàng cho chúng ta. Hãy đến và lãnh lấy phần thưởng mà cha đã sắm sẵn cho các con từ thuở đời đời. Hỡi những tôi tớ tốt lành và trung tín. Đấm ngực nhìn lại bảo lạy Chúa, cả cuộc đời con đâu có tốt lành và trung tín gì đâu. Thôi khi con chết, Chúa để cho con xuống luyện ngục một thời gian để con tốt lành trở nên Chúa, để trở nên giống Chúa. Bởi vì Chúa chọn rõ ràng, cái ơn gọi của chúng ta là ơn gọi của sự thánh thiện, hay nói cho nó dễ hiểu á, cái ơn gọi của chúng ta là ơn gọi của tình yêu. Cả một cuộc đời này chúng ta phải học thuộc lòng cho bằng được cái chữ yêu. Khi chúng ta chết mà cái chữ yêu này chúng ta chưa thuộc lòng thì xin mời xuống luyện ngục học tiếp, bao giờ thuộc lên thiên đàng. Thiên Chúa là tình yêu. Rồi ạ, rồi, còn ai có câu hỏi nào nữa không ạ? Rồi ạ, có một người giơ tay nữa. Phải phía bên đây đi, bên kia từ từ, bên đây, ai? Bên đây có một người giơ tay, con xin được một cái mic pro xong, thế thì ngon. Vâng, đây. Thế cha, con chỉ hỏi bằng cái lời cầu nguyện của con. Con hỏi cha, khi mà con từ hồi nào giờ con chỉ cầu nguyện là xin Chúa cho con đừng bao giờ xa Chúa, và xin mẹ cầu bầu, xin Chúa cho con giàu lòng bác ái yêu thương. Trong lời cầu nguyện con chỉ có vậy thôi. Ô, một lời cầu nguyện như vậy mà quá đẹp đấy chứ. Con cũng ước mơ có một lời cầu nguyện như kiểu bà đó. Xin Chúa cho con được sống đẹp lòng Chúa, bác ái yêu thương thì tuyệt vời quá. Cái lời cầu nguyện đấy bằng với cái cả độ rung của trái tim và trí tuệ của mình, ý chí của mình, và nó biến ra luôn cả chân tay và thân xác đi làm hết chỗ nọ chỗ kia đúng như lời cầu nguyện thì tuyệt vời quá rồi. Chắc chắn là cái chữ tình yêu đấy thuộc lòng rồi đấy. Sau này không phải học lại nữa. Ai mà học cái kiểu đấy là con nghĩ là chắc thuộc rồi đấy. Thuộc chữ yêu rồi. Rồi, còn ai nữa không ạ? Thế bên đây. Nãy con nói rồi nha, xin mời cứ thôi, chúng ta thoải mái một chút, cứ hỏi thoải mái. Tất cả mọi câu hỏi con đều trả lời được hết. Câu nào mà con biết thì con sẽ trả lời rằng con biết, và câu nào con không biết con cũng trả lời được rằng con không biết. Cho nên rất thoải mái. Rồi. Thưa cha, đạo mình có chính và phẩm thánh thiên thần. Nhưng mà con dường, con thường thường con nghe nói là chỉ có ba, coi như là ba tướng đẳng thánh thiên thần. Còn các vị đó, sau đây mà kinh Tin Kính thì con nghe đọc là Bệ Thần, Quảng Thần, Quyền Thần, nghĩa là gì cha? À, đang nói về Đức Mẹ đấy, giờ bác hỏi về Tổng Lãnh Thiên Thần, về các thiên thần. À, xin con cảm ơn câu hỏi của bác. Từ thời Thánh Gregorio,
các ngài chia ra, con nói thật ngắn nha, thành 9 phẩm thiên thần. Mà từ nhỏ con học giáo lý cũng dạy như vậy, thành từ thời thánh Gregorio. Mà bác nói là không phải là kinh tiên kính mà kinh tiền tụng á, cái kinh tiền tụng mà các cha đọc trước khi mà truyền phép bình thánh, trước khi chúng ta đọc thánh 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 thì đấy gọi là kinh tiền tụng, thì có là cùng với các thánh này, các thiên thần, các bệ thần và quản thần không ngớt lời tung hô Chúa rằng, sau đó là hát thánh thánh thánh. Nhưng mà lúc bây giờ là lâu lâu có một vài ca đoàn á, nghe thấy ở một vài nơi đâu đấy, ông cha ông hát rất là hùng hồn nhá, các bệ thần quyển thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc tung hô Chúa rằng, hút xong một điếu thuốc lá, các anh đánh đàn, anh đánh te 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 te, thêm một bình trà nữa, ca đoàn với hát thanh thanh thanh. Không biết là các bệ thần mà quản thần lúc đấy mà tung hô Chúa rằng mà chậm chạp quá, lúc bây giờ là mình phải rầm rầm lên chứ, đúng không nhỉ? Các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc không ngớt lời tung hô Chúa rằng, thì phải là thanh thanh thanh, ui phải rầm rầm lên đấy chứ, đúng không? Chứ đâu có cần phải hút thuốc lá với làm bình trà lúc đấy đâu, đúng không? Thế thì truyền thống rồi thánh Gregorio chia ra thành 9 phẩm. Cái phẩm cao nhất là tổng lãnh thiên thần, có 3 đấng chúng ta hay biết, đúng không? Micaia có nghĩa là ai mạnh bằng Thiên Chúa. Có đức cha Micaia ngồi đây. Có một, chúng ta có một tổng lãnh thiên thần đang ngồi đây, chúng ta vỗ tay chào mừng với ngài. Bởi vì thật sự ra là khi hôm qua con đọc cái chương trình mà con nhìn thấy có hai đức cha đến đây thì con nghĩ cộng đoàn của tín hữu của chúng con ngồi đây đó là một cái điểm an ủi rất là lớn vô cùng. Bởi vì chúng ta phải nên biết như thế này, đức tin của chúng ta dạy rằng nơi đâu có giám mục, nơi đấy có hội thánh, mà không ai có thể Thánh Ignatio bảo rằng, Thánh Ignatio gọi rằng chúng ta không thể gọi Thiên Chúa là cha nếu chúng ta không gọi giáo hội là mẹ. Cho nên chúng ta đây có hai mẹ ngồi đây. Truyền thống các giáo phụ đấy anh em nhá, cái phẩm cao nhất là tổng lãnh thiên thần là Micaia, Raphael và Gabriel. Ba cái đấng đấy nói rất là rõ, Micael là chống lại ma quỷ, đứng về phía Thiên Chúa, cho nên là luôn luôn ngài có một cái giáo á, đạp trên đầu của ma quỷ. Sơ sơ vậy thôi, bao giờ có dịp chúng ta quay lại rồi. Cái đấng thứ hai là cái đấng đồng hành, đấng thứ hai là tổng lãnh thiên thần bác sĩ. Có phải Gabriel không ạ? Không, Raphael, tức là cứu giúp cho gia đình của Tobit. Tobit là bố của Tobia ở trong Cựu Ước, sách Tobia đó. Chúng ta có nhớ cái ông Tobia không? Chúng ta hay nghe đấy, buổi tối hôm thành hôn, Tobia cầu nguyện rằng con lấy cô em đây không phải vì cô ấy đẹp, không phải vì xác thịt với nọ với kia, nhưng vì dòng dõng của các thánh nhân. Các ngài nhìn như vậy đấy. Xong rồi Sarah cũng nguyện rằng, chẳng hạn vậy. Thì cái gia đình đấy gặp những sự cố rắc rối thì Thiên Chúa đã gửi tổng lãnh thiên thần Raphael đến để cứu giúp. Và qua đại diện một gia đình như vậy, Chúa luôn luôn gửi các đấng đến để bảo vệ chúng ta bằng tình yêu của Ngài. Và đấng nữa là đấng thiên thần, Ngài lương cao lắm, làm ở trong công tác, Ngài làm ở bưu điện. Chú gì nữa, thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ, truyền tin cho Zakaria, và trong truyền thống các giáo phụ cũng tin luôn là truyền tin cho các đấng khác trong Cựu Ước. Tôi nói chung là Ngài làm ở bưu điện. Chúng ta muốn thông tin là Ngài giỏi về Internet nhé. Thôi nói như thế để cho chúng ta khỏi nóng bức, vui vẻ thôi nhé. Ngài là thiên thần để mang tin vui đến cho nhân loại. Rồi các cái phẩm tiếp theo, chẳng hạn như là cái phẩm mà tín họ đứng ở trên đây này, Seraphim. Các thiên thần chỉ có ca hát Thiên Chúa thôi, cho nhiều người lấy gọi là ca đoàn Seraphim. Việt Nam của mình, Đức Cha Hòa viết cái bộ lễ kinh thương xót đấy, xin Chúa thương xót chúng con, bộ lễ Seraphim. Chẳng hạn như vậy, các thiên thần ca hát, ca ngợi Thiên Chúa. Còn các thiên thần Kerubin, cái phẩm tiếp theo là phẩm Kerubin. Đố biết là phẩm này làm gì ấy? Ồ, các thiên thần khiêng kiệu, cho nó dễ hiểu. Các thiên thần khiêng kiệu, ngày nay nhiều cái giờ kiệu người ta không còn khiêng nữa, ở bên đây người ta lái xe, các thiên thần lái xe cho kiệu Đức Mẹ lên. Các Kerubin là chẳng hạn như là khi mà ông Daniel, ông ấy trong thị kiến ấy, xa giá Chúa ngự đến thì có các thiên thần hầu cận đi bên cạnh, mà chúng ta gọi cho nó dễ hiểu là các thiên thần khiêng kiệu, kiệu như này đi. Và chúng ta thấy ở trong các cái bàn thờ,
các cái bàn thờ, các bệ thờ, các giảng đài, và trong truyền thống của giáo hội hay khắc các cherubim ở đấy, hay là các cái bát nước phép, nước thánh mà các cửa hay có các thiên thần, chúng ta gọi nữa là các cherubim, chầu hầu trước hòm bia của Thiên Chúa, rồi tất cả đấy chúng ta gọi là các phẩm thiên thần cherubim. Ngoài ra còn có các bệ thần, các quản thần, nó chín cái phẩm đấy. Thì thôi chúng ta tạm phân chia như vậy nhé. Câu hỏi đột xuất quá để con cũng nhớ đột xuất thôi chứ không có được chi tiết lắm, nhưng mà cũng chẳng có giờ để nhiều chi tiết lắm. Để chúng ta sẽ mở sách vở ra, chúng ta đọc tiếp đức tin, tìm kiếm và hiểu biết. Nó sẽ cho chúng ta nhiều điều thú vị vô cùng, và chúng ta mới thấy được rằng đạo của chúng ta nó tuyệt vời vô cùng, đúng là lòng thương xót và tình yêu. Rồi tiếp theo ai còn câu nào nữa không? Phía bên à, đây có một người gần ngay sau Đức Cha. Con hy vọng là không phải Đức Cha bảo cho anh ấy hỏi. Xin phép hai Đức Cha, xin phép Đức Viện Phụ và xin phép các cha. Vâng. Con có một câu thắc mắc này là nó đến với con là lâu rồi nhưng mà không có dịp. Thành thử ra hôm nay nghe cha nói về Đức Mẹ tuyệt vời quá, thành thử ra con mới bao dạn hỏi cha một câu. Đó là giống như cha đã nói lúc nãy á, là Đức Mẹ là khấn chọn đời đồng trinh, muốn giữ chọn mình chọn đời đồng trinh. Thế thì tại sao Đức Mẹ lại đi đính hôn với Thánh Giuse? Câu hỏi này là có lẽ là con xin trả lời cái vế đằng sau lúc nãy, là cái vế này chắc là vế không biết. Bởi vì cái mà trong truyền thống của chúng ta nói về Đức Mẹ khấn hứa về Đức Mẹ về khấn trọn đời đồng trinh đấy, có nghĩa là về quý mến Đức Mẹ và đặt lại cho Đức Mẹ những cái tước hiệu như thế, một trong những cái tước hiệu như thế. Còn về khấn Đức Mẹ tại sao đã khấn trọn đời đồng trinh rồi mà lại còn đi kết hôn với Thánh Giuse đấy, thì đối với lại cái người Do Thái đấy thì là cứ đến tuổi đấy là người ta đính hôn với nhau, và chưa chắc là họ đã có cái quyền tự động yêu nhau như chúng mình bây giờ. Giống như Việt Nam mình cách nhau 50 năm về trước, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy, đặt vào chỗ êm ái ngồi không sao, đặt vào cọc buộc trâu ngồi lọt ruột ra vẫn phải ngồi. Cho nên là cái chuyện này con chỉ trả lời được như vậy thôi. Đó, bởi vì thật sự xin chúng ta cố gắng hỏi những cái gì mà nó sẽ liên quan đến trực tiếp đến ơn cứu độ của chúng ta thì nó có nhiều giờ hơn. Còn cái này lúc nào con sẽ hỏi trả lời lại riêng bác về cái chuyện này theo cái lịch sử mà con đọc được, con được biết. Xin khất lại vì cũng chưa. Rồi sau bác có ai có cái micro, có bác Lâm hay bác Lãm gì để hỏi. Con xin mời, con xin phép hai Đức Cha với mọi người, chúng ta sẽ không xin phép nữa, hỏi luôn. Để nó không mất giờ ạ. Thưa có cha, đấy. Con xin hỏi ba câu hỏi nhưng trong có một phút. Câu hỏi thứ nhất là tại sao tất cả những lần đi hành hương vào nhà thờ thì phụ nữ đông, mà khi phong thánh thì có 117 thánh tự đạo thì chỉ có một bà Anna lành mà thôi. Thưa cha, câu thứ hai, đạo Công giáo của mình là đạo giả hay là đạo thật? Vì con mới rửa tội, con thấy cha Ti ở Đông Bosco nuôi con mà hợp tác với Cộng sản để mở dòng Đông Bosco, mặc dù bị lấy hết, mà các cha đi tù chung với con về nói với con là bảo cha Ti là cha quốc doanh. Cố gắng chúng ta vào câu hỏi chính ạ. Vâng. Dạ. Câu thứ ba là bà Sơ dạy con ở Cô Nhi Viện Quốc gia Thủ Đức và cha Đông Bosco dạy con là cấm không được hỏi về ba điều Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thần là chỉ là một. Tuy ba là một nhưng con thấy nước là thể lỏng, rồi, nước đá là thể đạt. Cái đấy là giải thích rồi, xin mời cứ hỏi tiếp ạ. Dạ, thì vâng. có ba câu hỏi đó mà thôi. Vâng. Nhưng nếu cha giải thích câu đó rồi, con xin hỏi câu nữa. Chúa rất công bằng. Chúa xuống làm người để hiểu được nỗi khổ của loài người. Thì con từ đạo Phật qua con mới thấy nếu kiếp này con làm đàn ông mà con không làm đàn bà đau khổ thì như vậy thì kiếp sau con có làm đàn bà để hiểu được nỗi khổ của đàn bà hay không? Kính cảm ơn cha. Vâng.
thưa bác là bác Lâm phải không ạ? Thôi cha, bác cứ, vâng, bác thưa cứ, cha con vâng. Tên là Nguyễn Ngọc Lập. À, Nguyễn Ngọc Lập, vâng. Rồi, xin... ấy bác phải đứng lại, bác nghe cháu hỏi, cháu bác hỏi, cháu bác đi ra ngoài mà không ạ? Bác cứ đứng lại, vâng, vâng, để cháu trả lời. Bởi vì trí nhớ của cháu không được chuẩn lắm, cháu sẽ trả lời cái câu cuối cùng của bác luôn. Là câu đó là câu thứ 4 đấy. Là kiếp sau đàn bà đau khổ, kiếp sau làm đàn, con có được làm đàn bà để đau khổ không ạ? Thì con không có cái khái niệm đàn ông đau khổ hơn đàn bà, cái đấy thì con không biết là như nào nha. Nhưng mà con muốn trả lời câu này. Giáo hội Công giáo xin chúng ta nhớ cho tới muôn đời nhá. Lên thiên đàng vẫn còn phải nhớ điều này. Giáo hội Công giáo không có tin thuyết luân hồi. Chúng ta không có tin thuyết luân hồi, chắc chắn như vậy nhá. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Và cuộc đời này phong phú lắm thưa anh chị em. Nó giống hình ảnh của Thiên Chúa. Nó có linh hồn bất tử. Nó có ý chí tự do. Nó có lý trí để phân biệt thiện ác. Và nó có khả năng phân định thật giả. Nó phong phú lắm. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi nhá. Trong tất cả mọi loài tạo vật, khi Thiên Chúa tạo dựng đấy, vũ trụ mênh mông bao la như thế này, và con nghĩ rằng khoa học có tân tiến cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể khám phá được hết vũ trụ này đâu. Chứ đừng có mà tưởng là ông khám phá, ông làm cái gì đâu. Con người của mình là trí tuệ có cỡ nào đi chăng nữa cũng cực ngắn à. Chẳng có cái gì mới ở dưới sáng mặt trời này đâu. Tất cả những cái vĩ đại như vậy, Thiên Chúa chỉ cần nói có mỗi một câu thôi, hãy có, tức thì nó liền có. Nhưng khi tạo dựng con người, Thiên Chúa có nói là hãy có con người không? Không, Thánh Kinh diễn tả tuyệt vời lắm. Thiên Chúa phải có ý định trước này. Xong rồi Thiên Chúa giống như kiểu bàn bạc ấy. Chúng ta hãy làm ra con người, bàn nhá. Không nói chữ ta nhá, mà chữ chúng ta nhá. Ngôn ngữ rất là trang trọng, xét về mặt văn chương, xét về mặt đoàn thể đó, thì Thiên Chúa giống như là bàn bạc với lại Ba Ngôi hay là với toàn thể triều đình Thiên Quốc nhá. Và sau đó Thiên Chúa chọn một cái mô hình nhá. Chúng ta hãy chọn ra hình ảnh giống như chúng ta. Và sau đó là ý nghĩ nhá, chọn kiểu mẫu nhá, bàn bạc nhá. Thiên Chúa làm. Lấy đất nặn lên con người làm là vất vả rồi đúng không? Và sau đó cái sự sống của chúng ta từ Thiên Chúa mà đến, Thiên Chúa hà hơi thổi và ban cho con người cái sự sống có linh hồn bất tử nhá. Dù cuộc đời của chúng ta có năm chìm bảy lỗi chính cái linh đênh, nhưng nó tuyệt vời vô cùng và nó vĩnh cửu cái linh hồn anh chị em ạ. Nó vĩnh cửu và chúng ta lại giống hình ảnh của Thiên Chúa mà chúng ta từ Thiên Chúa mà đến, chúng ta lại trở về với Thiên Chúa. Và cái câu giữa nó mới quan trọng. Tôi sống ở đời này để làm cái gì? Dạ thưa, làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Cho nên xin bác đừng có hy vọng là kiếp sau bác được làm đàn bà đâu. Có ai hy vọng vậy không ạ? Chả cái tội gì cả. Xin lỗi là không phải bên Á Đông của mình đâu, bên trời Tây là bên Hy Lạp mà nó cũng có cả cái thuyết tương tự như vậy. Chẳng hạn như là Aristotle nó cũng thường có cái thuyết như vậy, rằng con người là có hai cái thể, một là cái thể lành, cái thể dữ, đủ thứ chuyện, linh tinh lắm. Nhưng mà chúng ta có Thiên Chúa. Rồi cái câu hỏi thứ nhất con thưa bác là khẳng định được rằng đạo của chúng ta là đạo thật, có thế thôi. Hôm qua có mấy người hỏi chúng ta đấy, hỏi là thưa cha là thế thì đạo Công giáo với đạo Phật khác nhau thế nào? Khác nhau cơ bản. Ông Đức Phật, Ngài tốt lành lắm. Chúng ta có thể gọi Ngài như là một đấng tiên tri vậy cũng ok thôi. Thế thì khi mà Ngài thấy có bốn cái khổ, sinh ra cũng khổ này, thấy người phụ nữ sinh con khổ quá, lớn lên thời tiết nóng bức đủ mọi thứ khổ quá, già rồi gần chết cũng khổ, chết cũng khổ luôn. Bốn cái khổ, cho nên ông bảo bây giờ phải nghĩ ra cái kế nào ấy nhỉ? Ngồi suy nghĩ xong bây giờ ta tìm ra một cái phương thế nào để nó diệt khổ, nó không còn khổ nữa. Thế ông ngồi ông tu. Ông tu cái cuối cùng ông ấy trở thành vô vi, ông không khổ nữa. Ông đi tìm đường để thoát khổ. Nhưng Chúa Giêsu vỗ ngực
ta là đường đó này. Chúa Giê-xu có đi tìm đường không? Không, Ngài là Thiên Chúa rồi. Ngài tạo dựng tất cả. Mà nếu như đấy nhá, Đức Phật có tốt lành cỡ nào chăng nữa mà ông đang khoanh tay ông ngồi thiền thế này, đang ngồi thiền mà ông có chuẩn bị vào đến cõi Niết Bàn mà vô vi đấy nhá, Thiên Chúa cho động đất một phát thụt xuống luôn, chết đuối ông chết luôn, đúng không? Chúng ta có quyền suy nghĩ bằng lý trí của chúng ta. Anh chị em có đúng không? Thiên Chúa có cần ngồi thiền không? Thiên Chúa có cần phải tìm đường đi không? Ta là đường thế này, cần gì phải tìm nữa, đúng không? Đấy. Ok chưa? Chỉ cần phân biệt như vậy thôi là chúng ta biết được rằng đạo của chúng ta là đạo thật. Không cần nói nhiều, đúng không? Chính vì đức tin như vậy mà lạy Chúa thôi, các thánh tử đạo của chúng ta ngày xưa đấy nhá, học bằng tiếng Latin. Các cha bên nước ngoài học giảng dạy bằng tiếng Latin. Các cụ chẳng biết giáo lý, chẳng biết cái gì cả. Thế mà vẫn tin, sẵn sàng dâng hiến cái bản thân của mình ấy. Chẳng hạn như là như cha Lê Bảo Tịnh ấy, ngày trước khi chết, ngày cầu nguyện hay lắm. Lạy Thiên Chúa đấng toàn năng hằng hữu, con xin dâng mạng sống con cho Ngài. Hay là đấng lại còn một đấng khác ấy, cầu nguyện rằng thân xác tôi ở trong tay quan, còn linh hồn tôi ở trong tay Chúa đấy. Thân xác của tôi thì quan muốn làm khổ thế nào tùy ý, nhưng linh hồn tôi là của Chúa, không có gì để tôi hy sinh nó được. Con người của chúng ta cao quý, cho đạo của chúng ta là đạo thật nhá. Khỏi cần xem bói, khỏi cần vận mệnh trước sau, khỏi cần phải vận mệnh trước sau. Bởi vì làm sao vậy? Lúc nào chúng ta cũng đang trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Cần cái gì, đúng không? Giàu nghèo đói khổ có quan trọng không? Không quan trọng nữa. Bởi vì tôi có Chúa là có tất cả. Anh chị em có nhiều tiền để mà làm cái gì? Chết mang đi được không? Chịu thôi. Chúng ta càng có tiền lúc chết càng khổ. Khi có tiền thì con cái nó lại tranh giành, muốn có đứa có cái nhà, đứa có cái xe, đứa có cái check, đứa có muốn có cái ngân phiếu, nó tranh giành. Nó mẹ mẹ, bố xin ở với con chứ đừng về, đừng đi trước bố nhá. Nhưng mà trong lòng nó bảo thôi bố cứ đi để con có cái tài sản sớm. Trong khi đó đầu của mình lại nghĩ rồi nhỉ, không biết là ta đã viết cái gì chúc cái cho cha Phong chưa ấy nhỉ, hay là cho đức viện phụ đấy chưa ấy nhỉ, hay là tao viết cho thằng cả thằng hai chưa. Nó lại làm chúng ta chia trí. Đáng nhẽ lúc đấy tâm hồn của chúng ta phải là bay bổng hướng về Thiên Chúa, thì chúng ta lại níu kéo vào những cái nó giả tạo. Khỏi cần nhá, càng đau khổ bao nhiêu càng giống Chúa bấy nhiêu. Con sẵn sàng vác thập giá. Và khi chúng ta đón nhận như vậy tuyệt vời vô cùng. Đấy là hai ba câu hỏi của ông, con gom gom lại như thế ha. Rồi còn về Chúa Ba Ngôi nhá, con xin lỗi con trả lời một tí. Con nghĩ rằng không có ai dạy cho chúng ta là không được hỏi về Chúa Ba Ngôi. Không ai dạy vậy đâu. Con nghĩ vậy. Bởi vì màu trong giáo hội có rất là nhiều màu nhiệm. Nhưng được gọi là màu nhiệm mẹ của tất cả mọi màu nhiệm. Màu nhiệm đỉnh cao của tất cả mọi nhiệm, màu nhiệm đấy. Đó là màu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi. Đương nhiên là lý trí của chúng ta có hiểu được không? Bây giờ ai hiểu được tình yêu không? Chứng minh cho con ấy, ai hiểu được tình yêu? Con ai mà hiểu được tình yêu thì con xin trả lời ngay. Cũng giống như là có mấy anh, các đồng chí vô thần, các đồng chí hỏi là các anh không giải thích được thì các anh gọi là tin, không giải thích được các anh gọi là mầu nhiệm, đúng không? Thế là bảo bây giờ thế anh cứ nói đi, anh hỏi linh hồn là cái gì, anh chứng minh cho tôi đi. Anh chứng minh cho tôi biết trong linh hồn là cái gì đi. Thế bảo anh không chứng minh được, xong anh bảo con người có linh hồn thì chúng tôi bảo tinh hồn chả có, con người chả có linh hồn gì cả. Thế anh bảo dạ thưa thầy, rất là khiêm tốn nói thôi. Bảo thầy có phân biệt được giữa chó và người khác nhau ở chỗ nào không? Chỉ khi nào mà thầy phân biệt mà thầy chứng minh nói cho con hiểu được giữa chó và người khác nhau ở chỗ nào được, con sẽ chỉ cho thầy biết đâu là linh hồn. Đó. Một cái ví dụ như vậy nhá. Thế thì về Chúa Ba Ngôi cũng vậy. Chúng ta có nhiều những câu chuyện người ta kể về ngay Thánh Kinh, Thánh Vịnh ngày xưa đã đọc cái câu này lên. Việc pháp đình lề luật, con bé bỏng hiểu chi.
tầm cỡ như kiểu là Thánh Gioan La San á, mà có các sư huynh La San là các ngài giỏi lắm, mà ngài cũng chỉ có cầu nguyện có mỗi một câu: lạy Chúa, con thờ lạy thánh ý Chúa trong con. Tầm cỡ như ở Thánh Augustino, mà ngài cũng không có nắm bắt được toàn bộ chân lý. Và nếu như chúng ta hiểu được Thiên Chúa thì có nghĩa là chúng ta hiểu được hết luôn cả mình, cả tất cả mọi thứ rồi. Thế bây giờ vợ với chồng, các anh chị em ở với nhau như vậy, mình có hiểu nhau được hết không? Với trời, ta đi guốc nó ở trong bụng, câu nó có đúng không? Nói thế cho nó vui thôi, làm sao mà đi guốc được? Người chân mắt thịt này mình còn chẳng hiểu được nhau nữa, là mà đòi hiểu Thiên Chúa thì làm sao mà hiểu được? Nhưng mà ngông nghênh thế, phải không ạ? Nhưng mà tuy nhiên, nhân tiện ở đây thì con cũng nói về cái phẩm tính của Thiên Chúa như thế này, để mỗi một lần chúng mình làm dấu thánh giá thì có thể chúng ta nắm bắt được. Trong sách giáo lý chúng ta tuyên xưng Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc, Chúa Thánh Thần thánh hóa. Rất quen cái từ ngữ đấy, phải không ạ? Thật sự thì ba cái công trình tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa này là công trình chung của cả thiên, của cả ba ngôi Thiên Chúa, hay là của Thiên Chúa chung nhá. Nhưng mà cái cách mà phân biệt là Thiên Chúa, Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc, Chúa Thánh Thần thánh hóa, là cái đấy ngôn ngữ của thần học mà dịch bằng tiếng Việt Nam nó gọi là biệt quy, ngôn ngữ của thần học để diễn tả, để gán vào cho Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc, Chúa Thánh Thần thánh hóa. Vì chúng ta không nắm bắt được cho nên phải diễn tả như vậy để cho chúng ta hiểu. Nhưng cái quan trọng là thế này, chúng ta hiểu tạo dựng là cái gì. Khi chúng ta có tình yêu á, thì chúng ta rất sáng tạo, rất sáng tạo. Chúng ta yêu thích một cái gì đấy, chúng ta làm cái việc đấy ngon ơ à. Nhưng mà chúng ta vừa làm mà vừa cằn nhằn, vừa kêu trách, chúng ta có thấy nó nhẹ nhàng không? Nó có sáng tạo không? Không. Chỉ có tình yêu ở trong đấy chúng ta mới sáng tạo, nó tuyệt vời được. Chúa tạo dựng chúng ta theo cung cách như vậy, vì yêu chúng ta mà Ngài tạo dựng tất cả mọi sự cho chúng ta vì tình yêu. Cho đơn giản nhá. Cứu chuộc là cái gì? Nghe nó nặng quá. Thôi mình dễ hiểu nha đi. Cứu chuộc có nghĩa là hàn gắn. Vỡ rồi, bây giờ gắn lại cho nó, cho nó lành lại. Chứ không phải là lành thì làm gáo mà vỡ làm muôi đâu nhá, không phải kiểu đấy. Mà là Thiên Chúa hàn gắn lại. Cái công trình của Thiên Chúa đang làm rất là tốt đẹp vậy, nhưng mà con người bẻ gãy, Thiên Chúa hàn gắn lại. Giống như là cái người con hoang đàng á, khi Thiên Chúa, anh ta bỏ nhà ra đi, nhưng Chúa vẫn muốn hàn gắn lại. Khi chờ anh ta quay trở về, và Chúa hàn gắn lại cái mối tình thân cha với con không mất, mà không phải anh ta có được, mà do cha của anh ta đón nhận được. Thì đấy là tình yêu cứu chuộc. Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta theo nghĩa đấy. Rồi thánh hóa, nghe nó hơi khó, cho nên con phải nghĩ làm sao để cho con dễ hiểu đấy. Thánh hóa dễ lắm, nghĩa là làm đẹp. Thánh hóa rất đơn giản, hiểu nghĩa là làm đẹp thôi. Thế các anh các chị đi lễ như thế này là mặc quần áo đẹp phải không? Đi gặp gỡ người khác là mình mặc áo đẹp mà thôi. Mình được Chúa Thánh Thần thánh hóa có nghĩa là Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở nên đẹp trước mặt Thiên Chúa. Và chính chúng ta cũng phải làm cho linh hồn của mình lúc nào cũng sạch sẽ, đẹp đẽ trước mặt Thiên Chúa, là chúng ta sống cái ơn thánh hóa đấy đấy. Và nếu như Thiên Chúa là tình yêu thì có cái tình yêu sáng tạo, có cái tình yêu cứu chuộc, có cái tình yêu thánh hóa, thì chúng ta phải sống như cái bản tính tình yêu của Thiên Chúa ấy. Đó là sáng tạo, đó là tha thứ, không có chấp nhất, không có bẻ phái, không có cái gì hết mà tha thứ và thánh hóa. Cái tình yêu thánh hóa là chúng ta làm đẹp cuộc đời của mình trước mặt Thiên Chúa như Đức Mẹ vậy. Lúc nào cũng làm đẹp cuộc đời của mình, của Đức Mẹ trước mặt Thiên Chúa vậy. Cha đang mời con ngồi xuống. Cha đang giơ tay, sit down please. Con cảm ơn Đức Cha, con cảm ơn hai Đức Cha, con cảm ơn Đức Viện Phụ, con cảm ơn quý cha và toàn thể công đoàn. Không phải là một bài thuyết trình, nhưng mà con như là một cái sự chia sẻ đức tin với cộng đoàn dân của Chúa vậy. Con xin lỗi là còn nhiều cánh tay, nhưng mà thấy cha nói hết giờ rồi. Chúng ta cho cha Phong một tràng pháo tay. Vâng, thứ nhất là thay mặt toàn thể cộng đoàn, chúng con cảm ơn cha rất nhiều về bài chia sẻ của cha. Rất là nhiều vấn đề, vừa tín lý, thần học, rồi là luân lý, rồi sang cả các tín ngưỡng khác nữa. Mà vấn đề nào thì cha cũng đều có những cái câu giải đáp
rất là hợp lý. Một lần nữa chúng ta cho cha một tràng pháo tay. Vâng, chúng con cảm ơn cha tất cả về những cái chia sẻ đó rất là hữu ích trong đời sống đức tin của chúng con, và hy vọng một ngày nào đó chúng con lại có cái cơ hội để gặp lại cha, để cha tiếp tục chia sẻ cho chúng con những cái điều mà cha đã học hỏi được để mưu ích cho phần rỗi của chúng con. Và chắc chắn là quý ông bà và anh chị em thì còn rất là nhiều những câu hỏi, nhưng mà trong cái giờ ngắn này thì chúng ta không có thể trả lời hết được. Thì hy vọng là có một cái dịp nào khác chúng ta sẽ có một cái giờ nhiều hơn, có thể lần tới chúng ta có một cái giờ hội thảo nó riêng một buổi nào đó thì chúng ta sẽ được thoải mái hơn, bởi vì hôm nay thì chúng ta còn nhiều cái chương trình khác nữa. Xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho quý đức cha, quý biện phụ, quý cha và quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em.